Hải cho anh em vào những chị ở lượng mình là Tlu NC8. Rất vui quay trở lại bạn trong video ngày hôm nay. Đây là video bán app, cũng là video review về một cái nick nào đó mà thực sự trong video bán app mình tâm đắc, thì mình thường thường là mình luôn luôn lấy cái app đó làm cái nội dung để mình review, cũng như là tức là làm thành một cái video chi tiết, tức là có giá trị với tất cả mọi người các bạn, chứ không phải là chỉ dành cho các anh em lại là cùng thú mua bán app đâu. Thì trước tiên mình nói luôn, app này là trực thuộc server số 38 các bạn nhé. Một server cũng không phải là quá cũ, nhưng cũng phải là một server mới. Nó tập cầm server gọi, có thể gọi là cũ rồi. Các võ sĩ thì cũng đã trải qua rất là nhiều rồi. Ác thì VIP 12, một cái mức VIP mình nghĩ cho rằng tương đối ổn. Nó giá như VIP 13 thì nó sẽ là mắc binh đúng không? Thì còn như VIP 12 thì nó phải hơi chấp nhận một chút. Bắt buộc người chơi phải có một cái sự toan tính, một chặng đường dài hơn, dài rất là dài. Ác này là ác tứ hồn. Người ta vẫn hay nói rằng tứ hồn đang nét vế rất nhiều trước những cái đội hình mạnh, ví dụ như là sáng thế rắn, hoặc mới đây là sáng thế hổ, hoặc thậm chí cả gấu cũng bị nét vế. Mình thì mình đã khẳng định từ lâu, từ rất lâu rồi, team tứ hồn hay bất kỳ một cái team sáng thế hổ, rắn hay rùa giết gì cả đều có những lợi thế riêng biệt, và ai là người nuôi nó ăn học ở mức độ tốt hơn thì người đó sẽ là người có lợi thế. Ăn học ở đây nghĩa là bạn phải nâng cho võ sĩ của bạn ở đến cái tầng gọi là tầng hiện tại tầng cao nhất, đó là tầng lục bồn. Còn đội hình của bạn mà yêu dị chưa lục bồn ở trong team tứ hồn, lêu loa dị mà chưa lục bồn ở trong team tứ hồn, thì thực sự mình nghĩ rằng bạn nên xem lại về cái lối chơi của mình cũng như cách nhận định của mình. Thứ nhất thì mình nói rằng những cái điểm mạnh của team tứ hồn nó nằm ở chỗ nào, nó không phải cái trạng thái công hay là thủ. Công thì mình nói luôn là so với team sáng thế hổ hay sáng thế rắn thì mỗi team đều có những lợi thế riêng, thì nó không chênh lệch nhau quá nhiều, nếu như sáng thế rắn thì được búp công tới từ Chrysalis, nếu như sáng thế hổ thì được nội tại tập trung chủ yếu bao quanh cái thằng đó là thằng Terry 2k3 đúng không, võ sĩ chết đi thì Terry 2k3 sẽ cánh team. Còn team tứ hồn thì nó cái sức mạnh của nó được bao trùm cho toàn bộ team, chủ yếu dựa vào thông qua hai võ sĩ mình cho rằng được cà rán phải gọi là cực kỳ ưu ái. Một là con Yorizi, và trong tương lai sẽ là thằng cao nét, khi nó được update lên 1 rồi các bạn sẽ thấy nó sẽ hà bá tới cỡ như thế nào, đúng không? Tới cỡ như thế nào? Cái này chúng ta phải đợi trong tương lai mà thôi. Còn hiện tại thì mình nói luôn, Yorizi thực sự là một thế lực kinh khủng khiếp mà không nhiều người chơi với đây được. Cụ thể mình sẽ check luôn cho các anh em thông tin về cái gì nhỉ? Lục môn của Yorizi để các bạn sẽ cùng kiểm chứng cái sức mạnh của nó sẽ như thế nào. Ở đây thì ác này mình có nói rồi, dù ông nào chơi ác nào thì trong nước cũng thế thôi. Ông mà không nâng lên đến môn tối đa của Yorizi hay là cho bất kỳ một võ sĩ nào trong đội chính ấy, thì đừng có mang ra so sánh làm chi cả cho nó mất thời gian. Ở đây chủ ác cũng đã rất là yêu thích tìm từ hồn, và mình tin rằng cái sự yêu thích của các bạn này sẽ không phải trả một cái giá. Bạn ấy fan sẽ được gọi là gì, nhận trái ngọt chứ không phải là trái đắng. Cụ thể thì mình sẽ đi chi tiết về toàn bộ kỹ năng của Yorizi khi ông từng lục môn thì sẽ đạt được những cái gì. Trước tiên ở trạng thái độc chiêu, mắc cuồng kích tấn công một cái thể địch hút 200 độ, còn với hồn võ sĩ hồn gấu thì tạo ra thêm 35% sát thương. Cái này thì sẽ khá là hữu hiệu trong võ đài solo 1v1, thực sự trong team thì thực sự chỉ cần cái hút 200 độ của nó thôi đã gây ra cái sự ức chế, rất ức chế rồi đúng không? Yorizi là một trong những hot pick trong chế độ PK tuyệt kỹ và cả PK độc chiêu lẫn PK thường, không chỉ vì yếu tố tứ hồn, mà không chỉ vì hạt nhân của team tứ hồn, mà nó còn có cái khả năng hút độ rất là bá đạo như thế này. Nó không chỉ giảm độ như Shingo mà nó còn hút để cho nó hồi độ nhanh nha các bạn ạ. Do đó Yorizi hồi độ mắc nhanh luôn. Nội tại của Yorizi khi nâng ở tế nhị môn thì sẽ đạt được tỷ lệ đó là tăng tỷ lệ hút máu của bản thân lên tới sấp xỉ 25%, rất là ghê gớm đúng không các bạn, rất là ghê gớm, mà mình nói luôn tỷ lệ còn tăng hơn nữa nhé. Khi xuất hiện Yorizi, nếu phe ta có 4 loại hồn lực thì trong đợt đầu tiên sẽ tăng thêm tỷ lệ kháng sát thương cho toàn thể phe ta. Đây chính là cái yếu tố tứ hồn của Yorizi. Nhiều người cho rằng không có Yorizi thì vẫn gọi là team tứ hồn, mình cũng đồng tình ý kiến của bạn về tứ hồn, tức là đủ 4 hồn mà thôi. Nhưng những tỷ lệ đặc biệt hay những sức mạnh lớn nhất của team tứ hồn thì nó sẽ không đạt được. Cụ thể sức mạnh của team tứ hồn mình cho rằng tới từ hai phần quan trọng nhất, một là con Leo La Dị và hai là Yorizi. Thì ở đây mình sẽ nói trước về Yorizi. Cụ thể là nó tăng tới 20% chặn chí mạng cho toàn thể phe ta, tương tự như là Kaoret, mình sẽ tương tự như là Chrysalis, cũng như là Terry 2k3 các bạn, nhưng mà nó chỉ là một lửa thôi, 20%. Nhưng điều đó cũng rất là đáng kể đúng không các bạn? Và tăng tỷ lệ khá thương cho toàn đội Feta lên sấp xỉ 40%. Điều này rất quan trọng đúng không? Điều này rất quan trọng. Ông muốn chi mạng này làm gì thì làm, tôi đã có khá thương, không phải lo đúng không? Kết hợp thêm với cái tỷ lệ gọi là giảm lực chi mạng tới từ Kula đó thì thực sự trong vòng cái lượt số 1 thì nói chung bất chấp luôn các bạn, bất chấp luôn. Số lượng võ sĩ rất 14 càng nhiều thì tỷ lệ khống chế của ta càng cao, cao nhất thì lên tới 20%.
Mình nói luôn ở đây cái tỷ lệ này khống chế còn được tăng hơn nữa chứ không phải ở đây đâu. Khi mình nghĩ rằng đối thủ tốt nhất của team tứ hồn nên chọn là những team sáng thế, bởi vì phe bạn sẽ không đủ tứ hồn, thì khi đó cái nội tại cũng như là tuyệt kỹ của Eirizi sẽ phát huy cái sức mạnh lớn nhất. Cụ thể tuyệt kỹ của Eirizi thì các bạn chú ý đó là nếu địch mà có ít hơn 4 loại hồn lực, tức là không phải team tứ hồn đấy, thì sẽ có tăng thêm thành 25% số tê liệt, tức là tổng lượng tê liệt là 40%, cộng thêm 20% tới từ nhị môn nữa, từ nội tại đó các bạn, thì nó trên 60% sát xuất tê liệt rồi, đúng không? Chưa kể những yếu tố khác, mình lấy ví dụ như tí là các bạn check xem, bạn sẽ thấy có lêu la dị nó cũng có khả năng là tăng xác suất, tăng cái khả năng gây hiệu ứng cho phe ta, thì chắc chắn gần như bên đội bạn có hai võ sĩ thì rất là khó để gọi là tránh được cái tê liệt, đúng không? Rất khó luôn các bạn, rất khó để tránh khỏi tê liệt. Còn khi nâng lục môn rồi thì dị có khả năng hút tới 18% sát thương, mà cường hóa sát thương tổng vệ sinh là lên tới 36%, quá đáng sợ đúng không các bạn? Quá đáng sợ, 36%. Tương đối là mệt mỏi Eirizi, cho nên là Eirizi có thể làm tanh nhẹ cũng được. Tuy nhiên mình nghĩ rằng trong team tứ hồn thì lên để Eirizi đúng vị trí của nó là vị trí cuối cùng, nơi mà dành cho con đam có sức đam gọi là kinh khủng nhất. Đây là về Eirizi. Yếu tố dị thứ hai, và mình cũng cho rằng yếu tố tứ hồn thứ hai không thể thiếu trong team tứ hồn, đó chính là con Leo La dị. Không chỉ đóng vai trò giảm cộng mạnh mẽ, Leo La dị còn có khả năng tăng cái khả năng phòng thủ cho phe ta từ đầu trận tới cuối trận, chứ nó không chỉ đơn thuần như là team sáng thế chắc chắn chỉ có 2 trong 2 lượt đầu, còn từ lượt số 3 trở đi là team sáng thế hoa mất hoàn toàn mọi loại khiên. Còn Leo Anh thì sao, các bạn hãy chú ý nó không phải ở phần nội tại, đây là giảm công thôi đúng không, còn chủ yếu là nó tới từ cái tuyệt kỹ ấy, các bạn. Mỗi lần Leo Anh tung tuyệt kỹ nó rất là dài đây đâu rồi, nó nếu mỗi lần phe ta tăng tuyệt kỹ thì đợt này phe ta sẽ tăng 30% khống chế, 30% khống chế những cái loại như là Kula nó đóng băng thì cứ gọi là auto, Eirizi thì gọi là auto tê liệt, còn Leorazi thì gọi là auto choáng. Chứ còn đâu thực sự trong team rắn Leorazi nó choáng rất là thấp các bạn ạ, thấp hơn nhiều so với trong team tứ hồn. Trong team tứ hồn nó choáng auto luôn, đấy, nó quá kinh khủng các bạn ạ. Và tăng tới 12% kháng sát thương cho Veta trong vòng 2 lượt. 12% tất nhiên so với 40% là một con số nhỏ. Tuy nhiên các bạn chú ý lượt này nó trong vòng 2 lượt và gần như diễn ra từ đầu chí cuối. Bởi vì Leorazi là một con võ sĩ hồi nộ cực kỳ nhanh, nó là hồn rắn lai rùa, do đó thì cái lượng, cái khả năng hồi nộ của nó phải gọi là vô cùng nhanh. Cứ 2 lượt một lần hồi nộ của Leorazi là cái điều mà mình nghĩ rằng không phải hiếm gặp ở đâu đó. Leorazi có rất nhiều sức mạnh khác nữa, thì đây mình sẽ tập trung vào yếu tố tứ hồn mà thôi. Mình cho rằng team tứ hồn thì sẽ có hai yếu tố đó là hai yếu tố quan trọng nhất và không thể thiếu được, không thể thiếu được. Còn sức mạnh của nó tới cỡ nào thì mình nghĩ rằng hãy để top đấu trường vào những trận đánh, những trận so tài với những người chơi khác, nó sẽ chứng minh tất cả, nó sẽ chứng minh tất cả. Ác này thì mình cũng nói luôn cho anh em nào mua ác là môn miếc là nó ăn học đầy đủ rồi. Đây mình check kỹ từng con luôn. Eirizi đã lục một, và mình nói luôn không phải ông muốn nói nó lục một lần được đâu, đúng không? Nó là một công trình. Anis thì đã tứ môn, Kaunet nhất môn, Leorazi đã lục môn, Kula đã tứ môn. Còn thằng Zero này thì các bạn đều biết rằng sẽ phải thay bằng Omega Ru của vòng 2. Lượng kim cương còn tới hơn 50.000 kim cương, chưa tính mèo, thì chắc chắn là sẽ thoải mái để đua ít nhất là 5.000 điểm. Thực ra 5.000 điểm thì nó chỉ tốn vào khoảng độ 30.000 kim cương thôi các bạn ạ, 30.000 kim cương thôi. Là với 50.000 điểm này thì với 50.000 kim cương này thì nó sẽ được khoảng tối thiểu là khoảng độ hơn 5.000 điểm. Mình nghĩ rằng hoàn toàn có thể là chắc chắn, gần như chắc chắn rồi, đúng không? Chắc chắn luôn là sẽ, mình sẽ nói là 30.000 kim cương là sẽ được 5.000 điểm nhá. 50.000 kim cương này nó sẽ rơi vào khoảng độ 8.000 hay 9.000 điểm gì đó. Nếu quay mèo nữa thì nó sẽ trên 10.000 điểm. Mình nghĩ rằng đây là cái gần như chắc chắn sẽ xảy ra. Và các anh em là cái gì nhỉ? Mua ác này thì mình nghĩ rằng lên. Đấy, có một cái hướng như vậy đúng không? Thay thằng Zero này ra, chủ ác cũng sẵn sàng rồi. Về mảnh vạn năng thì các bạn cũng yên chí, mình cũng nói luôn là mảnh vạn năng là để cho Omega Rugo ấy nha, chứ không phải để cho mấy con khác đâu. Đây, còn 303 mảnh vạn năng, đấy mình bảo rồi, chơi là phải có tính toán. Ông chơi ông không tính toán thì cái gì nhỉ? Thuần thuộc đâu, đúng không? Còn Anis thì full môn rồi. Đấy, Anis full môn rồi. Trước khi vào trận đấu thì các anh em cái gì nhỉ? Cho mình đây là video bán ác, kết hợp với video review nên mình phải show túi đồ các bạn. Đấy, đây là 303 mảnh vạn năng. Số các mảnh chú ý cái hơn cả ở đây thì có Anis 24 mảnh để lăng môn, và đặc biệt là Kaunet. Anh em nào mua ác về thì cũng không phải lo lắng về thiếu mảnh vạn năng đâu. Kaunet gần như là free môn rồi đúng không? Một phát lưng lên tứ môn luôn. Mình xin nhắc lại là 6 sao hết cả rồi nha. Thằng Zero các anh em có thể coi như là cái vết miếng vá thôi nha. Mình xin nhắc lại đây là Zero mới có 118 thôi. Mình lấy ví dụ như Zero cứ gọi 170.000 đi. Nhắc này chắc chắn trên 1 triệu được chiến. Đấy là cái mình chú ý các anh em là chủ ác nó không muốn lưng Zero lên quá sâu thôi. Ví dụ đầu tư vào nó sau này gỡ ra nó phí. Chơi nó phải như vậy mà nó bây giờ phải chấp nhận thôi. Tốt đấu trường của anh này mình cũng trách luôn đây. Đây đúng không? Ác hay đang trong vòng top 10, nhưng tí nữa mình quánh lên top cao hơn nữa vẫn được, đúng không? Đây show cho các anh em vài trận. Trước tiên là một trận gần nhất với Wow cá kèo các bạn nha. Đâu rồi ông cá kèo vừa mình đánh đây, đúng không? Đấy, uy lực là 34.000 không phải thấp, và đội hình sáng thế hổ kẹp Terry 2k3 nào ai ông cấu ông lại bảo ông
anh Sáng Thế Hổ yếu đi. Ngày xưa Sáng Thế Hổ chưa có Teddy 2K3 yếu thật, nhưng bây giờ là mạnh rồi. Nhưng có một cái mà mình nghĩ rằng farm được hơn, đó là uy lực hơn. Anh em làm mua ác này về cố gắng uy lực, phải uy lực, thực sự Tim Tứ Hồn cần uy lực. Quần uy lực hiện tại nó cao rồi, chẳng có lý do thì bạn không nuôi. Bạn nào mua ác thì mình cũng xin inbox với mình tiết lộ thêm cho một phương pháp cách tăng uy lực bí mật của Mina. Mina cái này trước khi bán ác đã trao lại cho mình một phần, chứ không biết đâu mình đã trao cho tất cả thôi, chưa chưa nhưng mà mình chỉ dám nói một phần thôi. Đấy là một cách tăng uy lực cực kỳ bá đạo, mình sẽ chỉ nói riêng với các bạn nào mua ác này thôi, đúng không? Coi như là một cái quà free đi kèm, các bạn không bị thoát môn khi nuôi Tim Tứ Hồn. Thực sự mình biết đấy, nhưng mà mình không dùng thôi vì mình lười, chủ yếu là lười. Cách đấy thì cần phải chăm chỉ một chút. Đó, ok, nhiều anh em biết rồi chứ không phải là không biết đâu. Trong đó có mình cũng biết rồi, nhưng mình tin rằng nhiều người không biết. Anh em bạn nào mua ác mà chưa biết thì liên hệ với mình. Đấy, chỉ riêng bạn nào mua ác này thôi nhá. Rồi ok, còn cái gì nhỉ? Quẩy thôi đúng không? Xem nó thắng thua ra làm sao. Đấy, xem nó thắng thua ra làm sao. Đôi team mình xem lại, team đội bạn là mắc binh rồi, đúng không? Rồi. Các bạn nhìn thấy Terry 2K3 mặc dù đỡ đòn rất nhiều nhưng mà cũng sẽ suýt chết thôi, đúng không? Đấy. Vì đội bạn không có đủ tứ hồn, do đó thì cái tỷ lệ bị khống chế rất cao. Do là không đủ tứ hồn mà. Tứ hồn thì nó chỉ không khống chế được những team không phải tứ hồn. À quên mất, tứ hồn thì chỉ có những team tứ hồn thì mới có thể gọi là kháng được cái khả năng gây hiệu ứng của team tứ hồn, còn lại thì không. Đấy. Zero rất là yếu các bạn nha, chứ Zero nó mạnh thì nó còn tốt cao nữa. Đáng tiếc đây không phải là Omega Dugo mà là Zero thôi. Zero nó chưa được ăn học đầy đủ. Rồi, đã lục môn rồi cho nên các bạn nhìn thấy nó cắn siêu đau luôn. Và các bạn nhìn thấy khi mà nó tung tuyệt kỹ ấy thì toàn đội, các bạn nhìn thấy một lớp khiên rất là nhiều đúng không? Toàn đội hiện nay đang có hai khiên. Một khiên tăng khá sát thương tới từ Leorazi, và một khiên kháng hiệu ứng tới từ Anis. Phải gọi là rất là hoàn hảo các bạn ạ. Team Tứ Hồn là một cái team mình nghĩ rằng cân bằng nhất trong tất cả các team. Sáng Thế Rắn và Sáng Thế Hổ thì nó hơi thiên nhiều một chút về mặt tấn công, còn Tứ Hồn thì mình nghĩ rằng sẽ ổn định hơn từ đầu trận đến cuối trận. Rồi, khá đau của Terry 2K3, nhưng mà không giết được đối phương thì không khác gì thích nộ cả. Nếu như mà phe ta mà có Omega Dugo thì mình nghĩ rằng trận đấu này gần như là không phải khó khăn mà kéo nào đâu. Chả qua là Zero lên thành nhà thủ nó yếu thôi. Phát này Terry 2K3 nó đấm rất là dễ chết. Vì thủ nó yếu quá đúng không? Thủ mà nó ăn học đầy đủ thì nó sẽ khác. Nhưng thôi không sao, nhẫn nhịn được bây giờ thì về sau nó sẽ đỡ tốn kém thôi. Quan trọng là cứ quanh quanh top 10 là được rồi. Chơi quyền vương 98 mình cứ thấy từ top trong top 20 thì ra được rồi, chứ không nhất thiết phải top 10. Quanh quanh top 20 rồi bánh trộm vào top 10 là đẹp rồi đúng không? Phe ta có khiên nên các bạn cảm giác đôi bạn đam rất là yếu. Không phải là mình xin lại được đôi bạn không hề ăn học ít chút nào được các bạn nha. Đôi bạn ăn học là mắc binh ấy, lực chiến gần triệu kìa, 6 sao hết cả rồi kìa. Có điều là cái gì nhỉ, thằng bên ta nó có được khiên của Leorazi 12% cá thương, các bạn đừng tưởng là nhỏ, kết hợp thêm mình giảm công nữa đúng không? Không phải là yếu đâu các bạn ạ, rất là khỏe đấy, thủ cực kỳ chặt luôn, để giết được nó rất là khó. Rồi mình có nói rồi, thằng Zero là một trong cái điểm yếu của team, cái này sẽ khắc chế trong tương lai thôi. Trong tương lai thôi. Rồi tiếp tục 12% kháng sát thương. À không được. Cái lượt cuối này thì bên Fanta hết rồi đúng không? Thành ra là không được. Rồi Zero được bạn sống rất là khỏe, nó ăn học đầy đủ, nó sống dài lắm. Rồi Terry 2K3 liệu có cánh nhạc team không? Đau đấy các bạn. Nó lan ra hai con nó đau đấy. Rồi nhưng mà một không thể đánh được hai. Rồi chưa kể là cái gì nhỉ, Yori dị. Rồi các bạn nhìn thấy cái tỷ lệ nó cực kỳ cao đúng không? Tỷ lệ nó lên tới hơn 40% các bạn. Thêm Leola dị và hơn 60%. Thực sự rất là khó để đối bạn không bị tê liệt. Rất là khó, không tỷ lệ khống chế nó cực cao. Ác này cái gì nhỉ, clip không hề gọi là có sự sắp đặt gì cả đúng không? Rồi ok, một trận nữa với ai đi. Đánh hẳn với Wow Hello đi các bạn nhá. Nhưng nó lại là team, đây là team gì? Cũng lại là team Sáng Thế Hổ đúng không? Cũng lại là team Sáng Thế Hổ. Thôi chắc mình bỏ qua cho nhanh. Lực chiến của bạn ấy hơi thấp, sấp xỉ 900.000, không hiểu sao cái gì ấy. Trong một lần may mắn nào đó lại leo lên được top 1 đúng không? Uy lực cũng thấp. Rồi ok, nói chung thì nó có sự hên xui mà thôi. Cuộc sống nó cũng như vậy mà đúng không? Rồi ok, mình đã đủ thông tin của cho chúng ta này, check được cái ác này. Giá của ác này là 1,7 triệu cho anh em nào xúc cái ác tứ hồn, phải gọi là siêu chuẩn. Siêu chuẩn, trong tương lai chắc chắn nó sẽ còn bay cao và bay xa.
full 1, mình có thể nói tóm tắt là như vậy đúng không? Gần như là full 1. Khi mà sắp tới Calnet được update 1 thì chắc chắn nó sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa chứ không chỉ có đơn thuần như bây giờ. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng hiện tại đã khá là ổn rồi. Tuy nhiên thì thiếu mất một cái vị trí của võ sĩ vệ. Bạn nào mua ác thì cố gắng là cái định hướng theo cái như vậy. Còn đâu thì tùy theo hướng chơi của mỗi người thôi, mỗi người sẽ có định hướng khác nhau. Tứ hồn hiệu ứng, mình nghĩ rằng kết hợp với hỏa, mình nghĩ rằng là sẽ là những thứ cực kỳ tốt cho ác này. Bạn nào mua ác thì liên hệ với mình theo số điện thoại cũng như là link Facebook bên dưới phần mô tả của video. Đây là video bán ác tập số 281, giá đó là 1,7 triệu. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Và đây cũng là đồng thời cũng là video clip review về team tứ hồn cũng như là sức mạnh của team tứ hồn đúng không? Không có meta nào là yếu cả, chỉ có người chơi không nuôi meta để ăn học đến mức đầy đủ mà thôi.